công thức mà truyền thống cộng hiện đại thì cả thế giới đã làm từ lâu rồi. Tôi nói ví dụ như là Picasso học rất nhiều từ hệ thống các công ty, Van Gogh học rất nhiều từ tranh khắc gỗ màu Nhật Bản. Cái đó thì ai cũng biết, nhưng vấn đề là hay được hay không thôi. Mình phải coi truyền thống là nguyên liệu để mình biến cái nguyên liệu đấy. What's up? Understood. What's up? Okay. What's
up? Got it. What's up? Okay. Vehicle available. Sau 51 năm mất tích bởi một vụ bắt cóc, một người phụ nữ tại Mỹ đã viết nên câu chuyện kỳ diệu khi tìm lại được gia đình của mình. Không chỉ là những chân cầu đỉnh cao, World Cup còn đang là bên cạnh khổng lồ, nơi kết nối các cổ động viên bóng đá toàn cầu. Thưa quý vị, bóng đá không chỉ là bóng đá. Từ một ngày hội toàn cầu như là World Cup thì chúng ta còn thấy được ở đó sự giao hòa văn hóa, thấy được ở đó những sắc màu riêng biệt và cả những câu chuyện ấn tượng của các cổ động viên. Thông tin này chúng tôi sẽ tổng hợp và gửi đến quý vị trong câu chuyện tiếp theo. Listening. Yes, sir. Listening. Yes, sir. Yeah. On my way. Yeah. On my way. Yeah. Yes, sir. Vehicle available. On our way. Vehicle ready. On our way. Up. Got it. Listening. Understood. Vehicle available. Will do. Vehicle ready. Yes, sir. Listening. Listening. Will do. Listening. Will do. Yeah. Will do. Understood. Listening. Roger. Vehicle ready. On our way. Vehicle available. Yes, sir. Vehicle ready. On my way. Yeah. On our way. Listening. Will do. Listening. Listening. On my way. What's up? Roger. Vehicle ready. On our way. What's up?
Understood. What's up? Okay. Vehicle ready. Vehicle available. On our way. Vehicle available. On my way. Vehicle ready. On our way. Listening. On our way. Yeah? Will do. Listening. Will do. Vehicle available. Listening. Okay. Listening. Roger. Vehicle available. Thank you.